Kính chào tất cả các bác đến với kênh Review Audio. Nay em có một chiếc đài độc của thương hiệu Sanjo Q4 gồm có 4 loa, 2 loa mặt trước và 2 loa mặt trên. Nhìn cái đài rất là chất luôn. Dòng này thì không cần giới thiệu được, các bác biết là rất là hiếm gặp, siêu hiếm trên thị trường, lần đầu tiên được giới thiệu trên Review Audio. Đặc biệt là chiếc này màu đỏ nhìn rất là đẹp, hàng mới về từ Nhật, cam kết chưa dùng tại Việt Nam. Tất cả là còn đẹp xuất sắc luôn. Các bác thấy từ cái kiềng loa, viền loa đến quai sách là còn sáng choang. Dòng này được thiết kế với size chiều ngang là 44,5 phân. Đấy, gần 45 phân và chiều cao là 12 phân. À, không tính quai sách. Đấy, rất là đẹp. Nghe hay bài đẹp. Cực độc, phải nói là kịch độc. Nhìn cái máy nó gấu thật sự các bác. Đẹp quá thể luôn. Các bác quan tâm thì liên hệ qua số Zalo 0916950595. Các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like và đăng ký. Em biết ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì kính mời các bác cùng cận cảnh tìm hiểu chi tiết một chiếc đài của thương hiệu Sanjo Q4. Đẹp long lanh, hàng từ Nhật về. Dòng này tiếng rất hay nha các bác nhá. Tiếng rất hay luôn. Đấy, các bác quan sát tổng thể trước này. Nó tạo thành hai mặt tiền, phía trước là một loa, phía trên này một loa luôn. Và khi mà chúng ta để cái phần quay sách này hạ xuống dưới này, này các bác cảm thấy này, nó liền thành một thiết kế này. Thiết kế nó liền lạc ở đây luôn, không có cảm giác là một cái quay sách nằm ở đấy. Này các bác thấy, thiết kế rất hay. Đặt quay sách xuống là nó liền với cái phần này đấy. Những cái kiềng loa, viền loa mọi thứ còn sáng choang. Tiếng hay lắm. Bốn loa mà không hay sao được. Tiếng rất chất lượng luôn. Bốn là bốn loa bát cho các bác nha. Còn cụ thể nó là tổng nó là 6 loa, 2 loa chép nữa. Này 6 speaker. Rất đẹp luôn. Này 2 loa chép nằm ở đây. Hai chép hai bên ở mặt trước. Đấy, tổng là 6 loa, 4 loa bát. Đấy, còn cả tem của phần băng cassette luôn. Tem trên, tem dưới còn luôn này, tem trên này. Tem trên này. Tem zin nhé. Tem dưới này. Dòng này tiếng mặt cassette cực kỳ hay luôn, rất là chất lượng các bạn nhá. Xuất sắc. Và điều đặc biệt được trang bị đầu từ metal rồi. Các bạn thấy đầu từ metal này. Đó, và nó có một cái phần nút gọi là nút cái này là sao à? Em đọc nó không biết được có chính xác không. Nhưng mà đây là một trong những cái chức năng độc quyền trên dòng Q4 là cái nút cam này. Khi chúng ta bấm xuống thì nó sẽ tăng cường cái chất lượng âm thanh rất hay, đặc biệt là cái tiếng bát nghe rất ấm. Dòng này máy cũng nhỏ gọn thôi nhưng mà tiếng thì cực kỳ chất luôn. Còn về phần radio thì các bác thấy ở đây là có 3 băng tần AM, FM và sóng TV. Đấy, đặc biệt chúng ta sẽ thấy là sóng FM full tần số 108 này. Đấy, full tần số 108. Đây, cả nhà thấy tem zin hết này. Đầu từ metal. Ngoài khả năng chơi băng cassette radio thì chiếc này có line in line out đầy đủ nhá. Line in cho phép chúng ta kết nối máy tính điện thoại chúng ta nghe nhạc, còn line out có thể xuất đến những cái bộ dàn lớn hơn. Đầy đủ các tính năng, không tiêu tính năng nào. Chúng ta quan sát ở phần trên. Những cái phím điều khiển cho băng cassette này. Ở đây thì có phần chỉnh tông mắt chép này. Cổng chọn line in tape hoặc là radio này. Đây ba chế độ băng, normal, chrome và băng metal. Ba lăng loa trái phải, các bác để ở giữa để nghe hai bên. Đấy. Cái này là volume âm lượng lớn nhỏ, có chọn là mono system cho AM hoặc FM luôn. Các cái viền loa, kiềng loa rất là đẹp luôn, mọi chi tiết còn sáng choang. Em quay cạnh hông cho các bác ngắm nhá. Màu đỏ tuyệt đẹp luôn, tất cả là còn rất mới các bác, rất mới luôn. Cạnh hông còn lại cả nhà thấy rất mới nha. Cạnh hông này chúng ta thấy là có lỗ tai nghe và có cổng nguồn adapter 9V. Các bác mua máy em sẽ tặng kèm một nguồn adapter về, các bác cắm điện trực tiếp 220V chúng ta chơi rất là tiện lợi luôn. Đây, đỏ toàn thân luôn các bác nha, đỏ toàn thân luôn. Đây có cổng line in line out đầy đủ này các bác này, máy mới keng luôn. Đấy, có kết nối line in line out. Sanjo model là MJ Q4.
bộ mic. Này các bạn thấy tất cả mọi chi tiết từ trong ra ngoài đều đẹp long lanh hết. Hàng em bán là cam kết từ Nhật về chưa dùng tại Việt Nam. Đấy, các bác mua máy thì an tâm. Chiếc này độc lắm, mà kiếm một chiếc đẹp như vậy thì đúng là siêu hiếm. Màu đỏ nó thì lại quá hiếm các bác nhá. Màu đỏ này thì quá hiếm. Đây, em sẽ kết nối nguồn adapter nhá. Đây, đây nguồn adapter đây. Sẽ tặng kèm cho các bác về sẵn chơi thôi. Rồi. Bây giờ thì kính mời các bác cùng trải nghiệm chất âm phần băng cassette trước. Em sẽ mời các bác cùng nghe. Hôm nay là hai cuốn băng, một cuốn là Trường Sơn 4. Trường Sơn 4 em có rất nhiều cuốn. Băng Trường Sơn em có rất nhiều cuốn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là gần như đầy đủ hết luôn. Các bác có nhu cầu băng cassette chất lượng cao thì cứ liên hệ em. Chúng ta sẽ nghe bài hát đầu tiên luôn. À, do cô Thái Thanh trình bày nha, trong cuốn Trường Sơn 4, nhạc thu âm trước năm 1975. Băng em làm thì không hay không lấy tiền. Còn đây là chúng ta sẽ nghe thêm một cuốn nữa là Bao Giờ Quên Em. Cuốn này hay lắm, cuốn này có nhiều ca sĩ. Hương Lan, Băng Châu rồi Hương Lan, Băng Châu thôi. Cuốn này là hai ca sĩ Hương Lan, Băng Châu trình bày. Cuốn này chúng ta sẽ nghe bài là Tình Ca Quê Hương, ca sĩ Hương Lan trình bày nha. Rồi, em mời các bác cùng lắng nghe trước nhạc thu âm trước năm 1975 trên cuốn Trường Sơn 4 này. Bữa nay. Chất lượng âm thanh phải nói là vô cùng xuất sắc. Đây là cuốn băng thu âm trước năm 1975. Chúng ta vừa nghe bài hát là số 1 của mặt B. Đó là bài Tình Tự Tin. Ca sĩ Thái Thanh trình bày. Một cuốn băng nhạc rất là xưa nhưng mà được tái tạo, tái hiện ở trên chiếc đài Sanzo Q4 phải nói là xuất sắc luôn. Bây giờ thì mời các bác nghe cuốn thứ hai, Bao Giờ Em Quên. Một cuốn băng em cũng rất là thích. Bởi vì cuốn này rất hay các bác nhá. Chúng ta nghe bài hồi nãy em có nói bài gì nhỉ? Bài Tình Ca Quê Hương, ca sĩ Hương Lan trình bày nhá. Các bác cùng lắng nghe. Tôi sinh ra giữa quê hương tôi ấm u trường.
Em mới nhích một chút là tiếng nhắc to ấy. Rồi, các bạn thấy là cái chất lượng âm thanh em bao hay cho các bạn, nét căng luôn. Và em nhấn mạnh là em có bán bằng cassette chất lượng cao với rất nhiều các chủ đề khác nhau. Nếu các bác để ý trên kênh thì mỗi một bài test của một chiếc đài thì em đều dùng những cuốn băng rất là khác nhau, nhiều chủ đề lắm, các bác cứ theo dõi. Các bác quan tâm thì cứ nhắn qua Zalo em gửi các chủ đề cho các bác lựa chọn nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test cái phần radio này. Radio chúng ta gạt vào giữa này. Đó, đây, gạt vào giữa. Đây, gạt qua giữa này. Án quận Đống Đa chỉ số ô nhiễm không khí. Còn nếu các bác gạt hết qua bên phải là line in, là hết hết qua bên trái là phần băng cassette, gạt vào giữa này. Thức âm nhạc ạ. Đó. Thì là radio. Lớn tiếng chút này. Dò đài đây nhá. Dò đài đây nhá. Cái tuner này. Cho tiếng hay lắm. Quý vị và các bạn đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ, có thắc mắc trăn trở về tình yêu hôn nhân gia đình, từ đó sẽ giảm tỷ lệ tái phát bệnh viêm da hiệu quả. Và một tin vui cho tất cả các thính giả ngày hôm nay, đó chính là chương trình khuyến mãi đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800. Khánh Tường, Kim Liên và Khải Nguyên cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này nha. 11 giờ nhịp sóng Sài Gòn trưa sẽ quay trở lại. Anh mơ em. Làm sao anh quên? Bắt được nhiều đài lắm. Bạn hay tiếng của nó rất là hay luôn. Em mở qua phần hai em nhé. Gạt qua hai em. Hai em là bên ngoài cùng nha các bác nhá. Trời. Hai em bật à, bác để ý này, sóng hai em sạch không? Phải nói là hiếm có con này nào sóng hai em được sạch như con này. À, không bắt được đài gần như không có tiếng sôi luôn. Sạch thật. Quý vị thân mến, chương trình tiêu dùng thông thái đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Kiêuhach.com.vn, khán giả sẽ trải nghiệm những tính năng tiện ích. Nghe online 4 kênh. Rồi, như vậy là em cũng đã test rất là chi tiết đầy đủ cho các bác rồi. Máy còn hai chức năng nữa là cổng line in là line out. Các bác có thể kết nối máy tính điện thoại nghe nhạc cũng rất là xuất sắc luôn nha. Còn bây giờ thì các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like. Các bác nào quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại 0916950595. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.